Bữa nay mình mới hoàn thiện được 4 lưỡi chuẩn bị gửi cho hai anh khách. Mình quay cho anh em coi nè. Hôm qua anh gửi 3 lưỡi với mớ thép nữa mà mình không quay, mình gấp quá. À, cặp này là cặp hai lưỡi giống nhau luôn anh em. Hai lưỡi muốn heo luôn. Mà hai lưỡi này mình làm để vô là giống như khuôn vậy đó. Y chang luôn, nhìn không phân biệt được lưỡi nào là lưỡi nào luôn đó. Thì anh này ở ở Bình Tân chứ, ở quận Bình Tân. Đó, anh mua hai lưỡi rồi, một lưỡi ó với lại một lưỡi trứng rùa. Anh câu anh phái quá, nó bén quá bén. Rồi trước anh mua mấy lưỡi ở Cà Mau thì nó lục quá, bằng cái nóc lục quá nên anh câu không yên. Đó, giờ anh đặt thêm hai lưỡi nữa là anh này lấy 4 lưỡi đó. Lưỡi này thì bề ngang từ cái mũi ra bên hông này á là nó 20 các bạn. 20 là cái thước mình từ 0 qua 20 nè. Tính hết này luôn là được 20 nè. Bề dài là 5 5 rưỡi nha. Bề dài này nè. 5 5 phần 6. Đó. Thì cái lưỡi như thế này đó là câu cá nhỏ rất liêm luôn. Tại vì cái lưỡi móng heo á thì nó lại hợp với cá nhỏ. Ở dưới này nó nhọn mà, cho nên cá nó dễ, rất là dễ để nuốt sâu. Còn cái lưỡi trứng rùa anh em thấy nó nhỏ đó không, nhưng mà bề ngang nó lại khá to đó. Bề ngang nó đo ra lại to hơn cái lưỡi móng heo. Bề ngang lưỡi này có 22 nè. Nhìn nó bằng nhưng mà đo ra thì cái bề ngang nó to hơn. Rồi. Còn cái cặp cặp trứng rùa này á, thì chú này cũng ở Sài Gòn luôn, ở bên Thủ Đức á, đặt mình 2 ngày bữa nay mới kêu gửi. Anh em thấy mũi ngành đẹp chưa, hai lưỡi này rất là chuẩn luôn ha. Lưỡi này là 2 ly chẵn, này là 2 ly 2 nè, to hơn. Anh em thấy mũi ngành đẹp chưa, lưỡi 2 ly 2 này giá 600.000 anh em. Chú này định lấy 2 cái đó, 2 cái 2 ly 2 đó, nhưng mà mình tư vấn lấy cái nhỏ này nè, rồi cuối cùng chú chịu là làm cái 2 ly này thôi. Cái 2 ly mà làm như này cá 5 6 kg giật cũng rất là thoải mái nè, thép C70 hết nha. Ok, anh em nào cần thì liên hệ qua Zalo của mình ha. Làm lưới câu thì thép C70 câu nó chắc chắn và nó lâu bền hơn nhiều lắm anh em. Với lại mình làm lưới câu á, mình cân chỉnh má đào chuẩn hết à. Đó. Cho nên anh em mà giật khéo nữa thì 10 phát là lên 10 con, yên tâm đi. Cái này lưới câu của mình làm nó bén lắm, bén ghê lắm. Nhưng mà để tay gì nè, thấy chưa, nó lắc lắc gì đó mà nó không gớt nổi đó. Thì nhiều người cứ nghĩ là lưới câu không cần bén, giật cũng chín. Đúng rồi, thì giật chín đó, nhưng mà nhiều trường hợp nó xảy, tại vì con cá khi mà nó đau á, lưới câu mà lục á, đâm vô một chút xíu nó đau thì nó dãy nó nhả nè, mình thì không kịp là nó xảy nè. Còn lưới câu mà quán á, đụng vô là nó sẽ dính lại, và chỉ cần cái con nhợ mình nó thẳng một chút thôi là lưới câu nó sẽ ôm vô má của con cá liền. Đó, nên là mình giật khó xảy lắm, vì giật nó cũng rất là nhẹ nữa. Chứ nhiều người không hiểu rồi câu lưỡi bằng inox không à, cho nên là cũng hay xảy cá vì cái vụ lưỡi lục đó. Ok, em thấy sao, bén ghê chưa, lưỡi nào cũng như lưỡi nấy. Ok, kết thúc video đây ha, chào tạm biệt anh em.